Thúy Minh chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh yêu thích ẩm thực của Thúy. Thúy Minh chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ và an lành. Thì hôm nay Thúy xin chia sẻ cho các bạn một món ăn từ cà tím. Thì trong tủ lạnh của Thúy chỉ còn những nguyên liệu như thế này. Có cà rốt, trứng và xúc xích. Xúc xích này của con Thúy nè. Có bột mì nữa. Thì xin mời các bạn cùng thực hiện một món ăn làm từ cà tím với Thúy nha. Trước tiên Thúy chuẩn bị một cái thau nước như thế này. Và Thúy sẽ cho vào đây là một tí xíu muối. Muối ăn á các bạn. Giờ Thúy sẽ đi cắt cà tím. Cà tím này thì Thúy cắt khoanh. Cắt khoanh tròn tròn dày dày như thế này nè các bạn. Cho vào nước muối để ngâm. Tiếp theo thì Thúy sẽ dùng cái muỗng này để mà lấy cái phần ruột bên trong ra nha các bạn. Thúy sẽ dùng cái muỗng để xoắn cái này, để lấy cái phần ruột bên trong ra. Phần ruột này thì không bỏ, tí xíu mình sẽ sử dụng lại nha các bạn. Thử dùng con dao này. Sử dụng con dao nó sẽ hay hơn. Nó sẽ dễ hơn các bạn. Bỏ này vô luôn để cho nó trắng. Cà tím sau khi mà mình lấy hết ruột ở trong đây ra nè, mình ngâm nước muối thì cà tím của mình rất là trắng nha các bạn. Nếu như mà các bạn không ngâm nước muối thì các bạn có thể vắt chanh vào, nó cũng làm cho cà tím trắng nữa. Còn cắt mà để ở ngoài thì nó sẽ bị thâm đen, nó mất thẩm mỹ lắm các bạn. Rồi Thúy sẽ bỏ nó qua một bên. Và bây giờ Thúy sẽ đi cắt hạt lựu của cà rốt nha các bạn. Cà rốt thì để trong tủ lạnh nó cũng đã héo. Nó không có được tươi và ngon. Cà rốt sắp xong rồi thì Thúy sẽ cho tất cả vào tô nha các bạn. Thì Thúy sẽ cho vào tô luôn nha các bạn. Tiếp theo thì Thúy sẽ cho một ít hành lá vào đây. Và mình sẽ nêm gia vị vào nữa nha các bạn. Thúy sẽ cho vào đây là tí xíu muối, ít bột ngọt,
ít đường, muỗng cà phê hạt nêm, muỗng dầu hào, một tí xíu tiêu nha các bạn. Và cho vào đây một ít bột mì nữa để cho nó được kết dính lại với nhau các bạn. Sau đó mình sẽ trộn đều tất cả hỗn hợp này lên. Tùy theo khẩu vị của từng gia đình thì các bạn nêm vừa ăn cho gia đình của mình nha các bạn. Hỗn hợp này đủ màu sắc, nhìn đẹp mắt phải không các bạn? Và bây giờ Thúy sẽ bắt chảo lên bếp và bắt đầu chiên. Đợi cháo nóng thì Thúy sẽ cho dầu vào. Dầu sôi thì Thúy sẽ cho cà tím vào. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho cái hỗn hợp này vào nha các bạn. Thơm luôn các bạn. Mình sẽ chiên chín một mặt ở bên kia, sau đó mình sẽ lật lại. Thơm quá các bạn. Một mặt chắc đã chín rồi, thì sẽ thử lật một mặt nha. Mình sẽ tiếp tục chiên chín cái mặt bên kia và sẽ cho ra đĩa. Cái miếng này hình như cái mặt bên đây chưa có chín lắm nè, thì sẽ đảo lại. Miếng vàng thì mình sẽ cho ra đĩa nha các bạn. Tím đã hoàn thành rồi đó các bạn, nhìn rất là ngon và thơm luôn đó các bạn. Tiếp tục thì Thúy sẽ chiên hết cái phần còn lại nha các bạn. Thúy cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Thúy. Nếu như mà thích video của Thúy thì hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới hơn. Còn bây giờ Thúy xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chúc tất cả các bạn thành công với món ăn cà tím này nha.